giáo hóa chúng sanh cùng biết với Phật A Di Đà tiên Đức Thế Tôn hiểu Phật A Di Đà, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nan thi mê sa ra năng an nhân Vun thù mê sa ra năng quá răng Ê tê na sanh cha văn chê na hầu tu mê cha gia măng ca lần. Chẳng có chi đáng cho con phải đương theo, chỉ có đức phần là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Xuất tha tu pha ca vô ta, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thanh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanh đinh thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chăng bởi nhờ khiên tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bát chánh tăng quên đi tâm vô nguyên như hi ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí được biên đường thấy từ nơi tâm. Nên thì mê sa ra năng anh nhanh thẩm mô mê sa ra năng quá răng ê tê na sanh cha quanh chê na hầu thứ mê cha gia măng cái lăng. Chẳng có chỉ đáng cho con phải đương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatipanno Phakkhavato Sāvakasangho. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Ucchuppatthipanno Phakkhavato Sāvakasangho. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhāññāpaṭṭhipanno Phakkhavato-sāvakasaṅgho. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmi Chipatthipanno Phakkhavato-sāvakasaṅgho. Tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Chát đi tăng chánh ta vipuri sa yuka tăng như đêm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Anh tha puri sắc phúc đa la tăng nếu đêm chi thì có tam bậc tăng đã đắc đạo tu đà hoàn, tăng đã đắc quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Ê sa pha ca quá tu sa quá ca sanh khô chư tăng ấy là các bậc tinh văn đệ tử Phật. Ahunayo các ngài đang thọ lãnh bốn môn vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ahunayo các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đa khi nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng.
Anjali Karanijo, càng ngày đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punyang Khen Tăng Lô Khan Sa Ti, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nan thi mê sa la nang anh nhân sang khu mê sa la nang qua răng e tê na sa da văn chê na hầu tư mê cho ya măng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quan đa mi chế tí văn sắp văn sa bánh thane sư pa tín thi tăng sa ri ri kha ta tu ba ha bồ tín phun ta ru văn sang ca lăng sa đa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mông hi cha rằng anati tu dạ thi thầm mông hi dạ thiên anati tu ma ra na thầm mông hi ma ra năng anati tu sấm bê hi mê hi dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô cấm ma sa côn vi cấm ma ta dạ đu cấm mắt vô ni cấm mắt bản thu cấm mắt bà thích sa la nô dân cầm măng cà rím sa mi khăn gia năng qua pa pa căng qua tất sa đa dạ đô pa quý sa mi e văn âm hê hi ấp kinh nhân bánh cho vinh ký ta bằng tiên. Thế Tôn lời giải tỏ từ năm điều quán tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạng lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biển mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sắp về sách ta vera hồn tu sư khi ta hồn tu ninh tu kha hồn tu áp gia bát cha hồn tu anh ni kha hồn tu đi kha yu kha hồn tu a ro kha hồn tu sam pát thi hi sam mi chan tu sư khi an ta năng Pariharan tu đúng khắp bát ta, cha nín đúng kha, pha yam ban ta, cha nín pha ya, so khắp bát ta, cha nín so ca hòn tu sắp về vì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho khổ khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Con chưa có ngày. Sa ba văn van te quy sung rắn ca na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha
Sila niya chama. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con thỉnh thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti yam pi ma yang van te quy dung rắn khai na tha yat ti sa ra ni na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Kinh bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti yam pi ma yang van te quy sung rắn kha na tha ya ti sa ra ni na sa ha ban cha si la di ya cha ma. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tương nữ. Cùng con đọc tiếp. Bữa nay không có ngài, con xin lỗi, con bị lúng túng chút xíu. Con kính mời chàng cùng con đọc tam quy và ngũ giới. Bùn thăng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm măng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tu ti yam pi bùn thăng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, tu ti yam pi thầm măng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, tu ti yam pi sang thân xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, ta ti yam pi bùn thăng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti yam pi thầm măng xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, ta ti yam pi sang khăn xà la năng gà cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, pa na ti Vê-ra-ma-ni Sĩ-tha-ba-đăng Sa-ma-ni-ya-mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A-đi-na-đa-na Vê-ra-ma-ni Sĩ-tha-ba-đăng Sa-ma-ni-ya-mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca-me-su-mi-ch-cha-cha-ra Vê-ra-ma-ni Sĩ-tha-ba-đăng Sa-ma-ni-ya-mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musāvādo Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ Samadhiyāmi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surāmērayā Mañjhaṃ Pāmā Tāṃ Thānā Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa vị vui, uống rượu và các chất say. Dạ thưa, con xin phép được đọc tiếp sám hối Phật Pháp Tăng. Un ta mang ghê na quan đê hăng ba đà phan sung và run ta mang Bùn thế giới.
Vâng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghê na quanh đê hân thẩm manh cha đuôi thân đăng thẩm mê vô khá lý tu đô su thầm mô ca mạ tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu thốn ta măng sẵn khi vô khá lý tu đô su sẵn khô khả mạ tư tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ thưa, con xin phép được đọc tiếp hồi hướng. Yam kim chi ku sa la kam bang ta ta bang khi ri yam ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ke tang ka tang ye san ta san ni no an thi ye cha san ta a san ni no khách tăng phu nhất phát lăng mấy hằng sắp về pháp đi pháp quan tư đề về tăng khách tăng su vi ti tăng đinh năng phu nhất phát lăng mấy già về cho tất tha na cha năn ti đề hoa căn toa ni quê đã dùng sắp về lúc cần khi về sách ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ba nguồn năng của cha năng sắp về là văn tư mã mà chê ta xa tiên phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dâng lên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika bhunyano anumodantu chiran rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika bhunyano anumodantu chiran rakkhantu nogaru. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu panino. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu no. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu tự ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi căn bần thầy tổ an vui lâu dài
quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh đường hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kề liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam nhất học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si động sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nguyện cầu tam bảo y linh, cho con sức khỏe thông minh tu hành. Nguyện cầu đức phật uy danh, cho con nhẫn nại thực hành đạo cao. Nguyện cầu pháp bảo thanh tao, cho con trí tuệ học mau hiểu dần. Nguyện cầu ai đức chư tăng, cho con tinh tấn diệt ngăn não phiền. Nguyện cầu thân tịnh tâm yên, cho con giải thoát an nhiên niết bàn. Khi đăng nô nhà ký đăng hồ tứ sư khi tà hồn tứ nhà các dù. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quát ta mê phùn nhân, át xà quát khát nhà quát hằng hồn tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên, ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích, diêm vương, xin quý ngài hoan hỷ, thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Y đằng nô phùn nhân ni bà nát sát bát chay yô hồ tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thai. Dạ. Nhờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Và hôm nay không có ngài, thành ra con hơi bị lúng túng chút xíu, con xin ngài và đạo tràng thứ lỗi cho con. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Bây giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp cùng với thầy kinh. Con cũng đã thấy thầy kinh đã vào lớp. Con xin được phép đọc thỉnh pháp sư ạ. Dạ, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Tha Sa Pha Tha Va Tu Arahato Samma Samputtassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa.
Brahma Chaloka Thi Pati Saham Pati Thatan Chalian Thi Warang Ayajatam Santi Thasantam Parajan Khajatika Đề xê tư thâm băng anu cam phi măng pha chăng san tham ma phê rin vi na yán cha ca yán sun tan cha ban tan a bi tham ma cha ma cha đàn đăng pháp phu tha nay ye pha ri sa ya Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các ngàn đệ tử có năm thầy thính như pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích nặng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm tám mưa lành rưới khắp thế gian với nhân cớ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nuôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý sư cô, và thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe đó. À, hôm nay tiếp tục buổi học về các pháp bất thiện tập yếu ha. Nhưng mà hôm nay thì sẽ có một số câu hỏi, nếu vui có thưởng ha. Mình ngưng vụ đọc Pali ha, giờ mình đấu vô có thưởng trước ha, rồi nếu còn thì giờ thì học bài tiếp theo còn cần thôi. Rồi trước khi vào buổi học theo kỳ lần chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bộ tóm tắt. Arahant Sammasambuddho Phagavā Buddhaṃ Phagavantaṃ Atthivādhe-mi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammāsambuddhamadulaṃ Sacchathammakanuttamaṃ Avivādiyapāsisaṃ Abhidhammatthasaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai. Rồi, ai làm MC ghi câu hỏi hôm nay? Hello. Cô Diệu Quỳnh làm ha, cô Diệu Quỳnh làm MC hay là có người làm thế? Rồi, có gì quên ha. Xà thứ ha. À, giờ câu số 1. Có bao nhiêu thực tính pháp? Phải. Bao nhiêu phi thực tính pháp? Tâm hỏi. Có bao nhiêu thực tính pháp? Phải. Bao nhiêu phi thực tính pháp? Tâm hỏi.
Rồi, đây là câu số 1. Rồi, ai tình nguyện lên trước đây, ai tình nguyện giơ tay xung phong lên này, cho con lành này. Rồi, mời con mới ta xa. Dạ như vậy. Ủa? Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết tín hiệu. Dạ cô Thiện Vũ, dạ cô Kim Nhung, dạ quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xung phong trả lời câu số 1 trước, bởi vì câu này lần trước nữa con nói sai. Tính pháp, dạ có bao nhiêu phi thực tính pháp thì có 10 phi thực tính pháp, dạ 72 thực tính pháp, đó là số 1 là tâm, kế đó là 52 tâm sở là 53, một niết bàn là 54, dạ 54. Mới đây mà con nói con nhớ mà con quên 18 cái gì nữa rồi. Thầy không nghe được hả? Dạ, Nam mô Bụt Tha nha. Dạ, thầy đã nghe được rồi. Dạ. Dạ, con kể lại là 72 thực tính pháp, đó là số 1 là tâm, số 2 là niết bàn. Và 52 tâm sở là 54, còn lại là 18 cái sắc thực tính. Đó là bốn sắc tứ đại. Đó là bốn sắc tứ đại, năm sắc thần kinh và sắc cảnh, bốn cái sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Bốn, năm là chín với bốn, 13, với hai sắc tính nam, tính nữ là 15, và sắc ý vật 16, sắc mạn quyền 17, và sắc vật thực là 18, và 10 cái phi thực tính, đó là sắc hư không, thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh sắc nhu, sắc thức nghiệp, và bốn cái sắc tứ tướng là sinh tiếng dị diệt. Và con xin cả mít lại cho đạo tràng, không biết con có quên chỗ nào hay không á. Dạ con xin xuống mít ạ. Ê, xa thứ của người ta. À, còn ai bổ túc nữa không? Alo, ai bổ túc chưa tay?
Ngô Nhật Quỳnh, là cô tốt gì không? Tina, rồi mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ con quý bà quý cô thư nữ và quý sư, con kính chào thầy và đạo tràng. Con bổ túc thêm cái phần pháp giới định là có 13 nữa, mà con không biết đúng, con cho con xin phép lặp lại. 72 thực tính pháp là một tâm, 52 tâm sở, 18 sắc thực tính và một niết bàn. Rồi phi thực tính thì có 10 10 sắc và pháp giới định thì có 13. Con xin thầy sửa lại giùm cho con nếu con có sai. À, Tina nó học ai vậy? Đó nó vô mới vô sau này mà. Giỏi vậy. Quý vị nghe không, nghe rõ không? Alo. À, kính lễ sư Trí Đức mới vào room. Rồi, ok, cô ta nhớ nha, pháp phi thực tính là thêm cái 13 thực đế nữa nha. Thiếu 13 đó đặt cái kia là 72 pháp thực tính, rồi 18 rồi 10 cái sắc phi thực tính, rồi tục đế cũng là phi thực tính luôn nha. Cô mấy ta nắm được không? Alo, cô Nhật Quỳnh nắm được không? Rồi sao nữa ha, à, dễ ha, câu thì thiếu chút xíu thôi. Rồi câu số 2, câu số 2, lậu hoặc trôi chảy cho đến khi nào mới tiêu diệt hết, kể ra. Lậu hoặc trôi chảy cho đến khi nào mới tiêu diệt hết, kể ra. Rồi. Lậu hoặc trôi chảy cho đến khi nào mới tiêu diệt hết, kể ra. Câu này là ai, ai lên đây, ai giơ tay? Alo, câu này cũng khó nha. Tina, Tina giơ tay hả? Rồi mời Tina. Dạ thưa thầy, bài bài này thì con đọc thì con thấy là khi lậu hoặc dứt tam đạo mới diệt trừ, phải không thầy? Chưa được, chưa được. Còn ai không? Ai nói, ai lên? Rồi, mời của mấy ta. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Nãy giờ chắc con nói mà con quên bấm thành ra không ai nghe. Dạ, con xin bổ sung chút xíu với Tina là bốn lậu hoặc này nó trôi chảy cho đến bậc tứ lậu, ô bậc 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 tứ thánh A-la-hán, bậc tứ thánh thì mới diệt được hết.
bốn cái lậu hoặc, tức là đến bậc A-la-hán thì mới diệt được hết, có nghĩa là diệt được tất cả bốn cái lậu hoặc đó. Dạ, con chỉ được bổ sung vậy thôi. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Rồi, xà thú, xà thú, nhưng mà chưa được. Thêm nữa, bổ túc thêm nữa. Ai à, bổ túc đây. Thêm cho rõ ràng, tuần tự pháp đàng hoàng ha. Rồi, mời cô Vita lên lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, như vậy thì con phải kể ra luôn các cái kiết sử hay sao thầy? Dạ, xin thầy cho biết thì con nói tiếp, còn nếu không thì thôi. Thầy nói không mà. Dạ thôi, con xin xuống mít, con nhường mít cho người khác. Này có trong bài học đó nha. Rồi mời mít cô Hà lên bổ túc bổ sung coi. Mời cô Hà lên bổ sung, mãi tới vô lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mô Giá, Nam Mô Sàn Thà Giá. Dạ, con xin hãy lấy và truy đức, truy công chức tăng. Dạ, con xin hãy lấy. Dạ, các lộ hoạt ở đây thì thầy, cái câu hỏi của thầy nó chung chung nên con nghĩ là thầy phân tích bốn cái lậu hoặc thì là dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và môn minh lậu. Thì cái dục lậu thì đến cái định tam quả thì mới đoạn trừ được tham sân thân kiến hạ di với cái thì cái vị khu đầu quần cũng mới diệt xong cái này, nhưng mà vẫn chưa diệt được cái dục lậu. Thì ra tùy theo cái bậc thánh rồi đến tam quả đạo hợp quả, những cái vị này diệt được cái lậu, nhưng mà vẫn còn khổ lậu là những vẫn còn trong những cái tầng thiền, thành ra chỉ có diệt được có năm cái phần kiết sử cho cái vị tam đạo, tam tam đạo hợp quả, mà chỉ quả nhị đạo nhị quả thì cũng vậy, họ chỉ có giảm được cái tham và sân, nhưng mà không cũng diệt được cái thân kiến hoài nghi với thân thủ. Thì đến cái kiến lậu và vô minh lậu, đến cái bậc tứ đạo a la hán thì cần tiêu diệt được các tất cả các lậu hoặc. Dạ, cái đó là cái phần bổ túc còn. À, xa thú mà nghe nghe dịch quá, nghe không rõ ràng. À, ai lên bổ sung lại lần nữa cho ông thiệt rõ ràng. Có học bài đàng hoàng mà sao kỳ, có bài học đàng hoàng sao lại không được nghe. Nói lên cô Nhung xa thú bài, cô Nhung lên đây, cô Nhung lên giải thích lại. Ủa, cái boss câu hỏi là lại, boss câu hỏi là lại. Ồ, hề chứ nghe quẹt 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 quẹt. À, nghe kỹ câu hỏi là lậu hoặc trôi chảy cho đến khi nào à, mới tiêu diệt hết. Kể ra tức là trôi chảy cho đến từ lên từ cho tới khi nó tiêu diệt hết thì nó sẽ diễn tiến như thế nào, kể ra. Rồi ai sư phong nói lại cho nó rõ ràng ai. Cô Nancy có mặt mà, mời cô Nancy lên coi. Giải thích diễn biến lậu hoặc trôi chảy như thế nào. Mời cô Nancy xa thử. Ừ,
Dạ, con xin đảnh lễ chư tôn đức ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, cái câu này nói là thì trong lậu á thì có tất cả là bốn lậu: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì vị Tu Đà Huân là diệt trừ được kiến lậu, vị Tư Đà Hàm thì cũng là chỉ được qua tới phần kiến lậu, vị A Na Hàm thì diệt được dục lậu, rồi qua tới vị A La Hán thì mới diệt được hữu lậu và vô minh lậu. Dạ, con xin hết ạ. Xà hữu, xà hữu, đó, nói rõ ràng quá vậy nha. Nhưng mà phải nói thêm là các lậu hoặc này á, được diệt trừ á, là từ lúc mà mình còn phàm á, cái lộ tâm diễn biến cho đến khi nào mà nó bước qua Rotrafu, tức là qua chuyển tộc, là bỏ cái tộc phàm đi, nó bước vô dòng thánh đó, vô đạo quả, bắt đầu từ đó nó mới diệt trừ từ từ, như là cô Nancy đã trình bày ha. Bởi vì thấy rõ ràng như vậy ha, thì diệt trừ lậu hoặc nó trôi chảy cho đến khi chuyển tộc, là bắt đầu từ đó nó sẽ bị diệt từ từ cho đến khi A La Hán đạo quả và chấm dứt. Rồi đó là cái câu của cô Nancy, quá quá hay ha, chính xác ha, rất là xa thứ. Rồi cho bông đi, tặng bông cho cô Nancy đi quý vị. Đúng là 10 điểm, 10 điểm. Quý vị nắm được không vậy? Alo. Tina có nắm được không? À, có nắm kỹ là cái này chưa? Cô Beta nắm được không? Rồi. Yeah. Oh, yeah. Rồi, giờ boss câu hỏi lại đi. Để nói cho rõ lại từ từ nha quý vị ha. Là câu hỏi là lậu hoặc trôi chảy, tức là cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, tức là lậu hoặc nó có bốn, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, lậu nó trôi chảy cho đến khi nào, tức là nó trôi chảy trong vòng là tương tục của mình, trong vòng là cái đời sống của mình, luân hồi còn phàm phu tục tử, thì lậu hoặc nó vẫn trôi chảy triền miên cho đến khi nào chúng ta bước qua tới giai đoạn Rotrafu, tức là chuyển tộc, tâm cái lộ tâm mình tu tập cho đến khi nào bước tới cái giai đoạn chuyển tộc, bước vô dòng thánh, bước qua giai đoạn đó là chúng ta chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, chứng đắc được Tu Đà Hoàn, là lúc đó diệt được gì? Bước mắt quý vị diệt được cái gì? Kiến lậu, đúng rồi, xa thứ. Cô Nhật Quỳnh nắm được không? Tina nó nắm được không? Thiền Vũ. Và kiến là diệt được cái kiến lậu, và kiến là diệt được cái kiến lậu, chứ mình đừng có nói theo cái kia, đừng nói theo cái kiến sử, mà đây đang nói về lậu hoặc. Nói kiến sử làm cho mình rối lên, lộn xộn. Đang nói về lậu hoặc. À, thì ở đây, từ cái chuyển tộc bước vô đạo quả, sơ đạo sơ quả, thì chứng đắc được sơ đạo sơ quả, thì diệt trừ được cái kiến lậu là một, phải không? Rồi lên tới nhị đạo nhị quả thì sao? Nhị đạo nhị quả thì sao quý vị ơi? Làm giảm nhẹ, đúng rồi, cô Nhung giỏi mà, làm cho cái, những cái lậu hoặc nó giảm nhẹ xuống, dục lậu nó được giảm xuống ha. Rồi dục lậu được giảm nhẹ, tức là lúc lúc mà đắc sơ đạo sơ quả là diệt được là bốn cái tâm tham tà, đã diệt được cái tà kiến là bốn tâm tham tà rồi, lên tới nhị đạo nhị quả là làm giảm nhẹ luôn, giảm nhẹ xuống dục ái và sân ha. Rồi làm giảm nhẹ cái dục lậu. Rồi lên tới A-la-hàm thì sao đây? A-la-hàm, bậc thánh tam quả,
tam đạo tam quả, chứng đắc tam đạo tam quả, diệt trừ lậu nào? Diệt dục lậu, chính xác, lúc này là dục lậu chấm dứt, không còn có mặt trong cái dòng tâm thức nữa ha. Diệt trừ được dục lậu rồi, tu tập tiếp chứng đắc được sơ tứ đạo tứ quả. Diệt được gì? Đắc được tứ đạo tứ quả, diệt được lậu nào? Vô minh lậu. Rồi, còn gì nữa không? Hữu lậu, vô minh lậu, đúng rồi, diệt luôn cái hữu lậu luôn, cái sự những cái lậu hoặc dẫn đi tái sanh trong những cảnh giới sắc giới vô giới là chấm dứt luôn, hữu lậu dẹp luôn ha. Rồi vô minh lậu cũng, vô minh lậu là đương nhiên a la hán là phải diệt vô minh lậu rồi. Thì như vậy tứ lậu được, lậu hoặc được diễn tiến theo cái dòng chảy như vậy và được diệt tận theo tuần tự pháp là như vậy. À, thì bây giờ thấy một cái sự diễn tiến rất là ngoạn mục ha, rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy được về tứ lậu này, bậc tánh diệt trừ như thế nào. Rồi, vậy có bấm được không? Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, xa thú không? Xa thú nắm được không? Nắm được pháp cho chính xác nha. Tập từ từ quen, đặt những câu hỏi này, cái gì từ từ động não riết, mình nhạy bén, mình bắt chi pháp rồi mình nói đúng chỗ. Rồi được không? Được không? Rồi, qua câu số 3. Qua câu số 3. Chuẩn bị cho cô cái gì đó mất rồi. Có bao nhiêu cách để đoạn trừ lậu hoặc? Có bao nhiêu cách để đoạn trừ lậu hoặc? Kể ra. Rồi, dễ quá ha, cái này không là dễ quá. Hai lên. Bữa nay cô Hồng Mai có trốn đâu rồi? Học được mấy bữa chả trốn đâu rồi? Có bao nhiêu cách để đoạn trừ lậu hoặc? Kể ra. Tìm luôn cái này. Ngày quá phải ôn lại điều điều nha, học bài chứ thôi không ai chịu học hết trơn. Rồi mời cô Nhung xả thử. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ Thầy. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, có bao nhiêu cách để đoạn trừ lậu hoặc kể ra? Dạ, thì, theo Thầy dạy thì có 7 cách ạ. Thứ nhất là phòng hộ các căn. Có mình là thu thúc lục căn, là phòng hộ các căn. Cái thứ hai là thọ dụng. Thì mình khi mình thọ dụng thì mình phải quán tưởng cái đồ mà mình thọ dụng. Cái thứ ba là nhẫn nại. Nhẫn nại để mình nhẫn nại với khi mình gặp cảnh nó không vừa lòng, mình phải nhẫn nại khi đối cảnh. Nhẫn nại là cũng là một pháp ba la mật. Cái thứ tư là tránh né. Nếu mà mình không đủ sức với cái lậu hoặc cái phiền não đó, lậu hoặc đó thì mình phải tránh né. Cái thứ năm là mình trừ diệt. Trừ diệt ngay từ tâm thức thì nó có nhiều cách mình phải trừ diệt. Như Đức Phật nói, mình phải trừ diệt bằng cách mình tự mình phải nín thở, rồi mình phải áp lưỡi vô nóc họng. Cái thứ sáu là tu tập, thì phải tu tập giới định tuệ, phải tu tập liên tục để mình đoạn trừ dần dần các lậu hoặc, tức là mình tiến từ phàm lên thánh để mình đoạn trừ lậu hoặc.
Cái thứ bảy là mình phải có tri kiến, tức là mình phải học hỏi, mình phải có tri kiến đúng đắn. Những lộ hoặc chưa sanh thì mình không cho nó sanh, và những lộ hoặc đã sanh thì mình phải trừ diệt nó. Dạ, đó là bài học của thầy. Con kính tri ân thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Rồi, xà thấu, xà thấu. 10 điểm, 10 điểm. Xà thấu ha. Tặng bông đi quý vị ơi. Tặng bông cho cô Nhung, cô Nhung. Rồi, xà thấu ha. Đó là 7 cách. Có bài học đàng hoàng ha. Quý vị nhớ có bài nha. Học nhớ, nhớ học bài nha. Ghi vô học bài về cái không ai học cái đó cũng như không. Học vấn đáp gì đúng không, nhớ ha, nó giúp mình dễ nhớ không. Rồi câu số 4 này dễ nè, câu số 4 này cô Nhật Quỳnh phải lên nè. Câu số 4, dục lậu khi nào dứt khỏi? Dục lậu khi nào dứt? Cho dễ hiểu nè, dục lậu khi nào dứt? Rồi, cô Nhật Quỳnh lên trả lời luôn. Nam mô Bích Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh. Dạ cảm ơn thiện biểu, cảm ơn chị Mách Ta. Dạ thưa thầy, thầy kêu ghi thì mặc tập trung ghi, rồi khi nghe quý vị trả lời thì tập trung để nghe trả lời. Thật sự biểu suy nghĩ để nhớ lại những bài học thì thật sự mình không có khả năng nhớ, nhưng mà câu này chắc có thể trả lời. Thà không nghe hả? Alo, dạ đạo tràng còn nghe không? Dạ, cảm tri ân thầy. Dạ, cảm ơn thiện vũ. Dạ, xin post lại câu hỏi, đọc lại câu hỏi ạ. Thầy quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Cái đầu Nhật Quỳnh tàu hủ hơi nhiều nó vậy đó. Dạ. Dứt cơ hoạch thì chỉ có cái tứ đạo tứ hòa thì mới dứt trừ được dục lậu. Nhật Quỳnh chỉ nãy trong đầu nó dạ, trong đầu nó vừa nghĩ ra giờ dạ, nó mất tiêu tiêu rồi dạ. Suy nghĩ chút xíu. Dạ. Dục lậu khi nào dứt? Dạ, dục lậu thì chẳng dứt ở tam đạo. Dạ, tới tam đạo thì sẽ được dứt dục lậu. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi dạ. Nhật Quỳnh sai, kính thầy chỉ dạy dùm. Đúng không quý vị? Alo, đúng không? Đúng không? Alo, 1, 2, 3, quý vị cho ý kiến coi đúng không? Đúng không? Không ai nói gì. Đúng không? Ai đúng, đúng, cho số 1 rồi. Đúng không? Đúng rồi, xà thử cô Nhật Quỳnh. Là thứ 10 điểm, 10 điểm. Dục lậu được diệt trừ khi chứng đắc được tam quả, tam bảo tam quả là diệt trừ được dục lậu. Đó, vậy thôi, cứ lên cứ chê mình hoài, tự mình mặc cảm thì đâu được. Trí tuệ thông minh vậy thôi, chứ muốn gì nữa. Rồi, bây giờ câu số 5. Câu số 5. Hữu lậu là gì? Và trong thập nhị nhân duyên, hữu có mấy loại? Hữu lậu là gì? Và trong thập nhị nhân duyên, hữu có mấy loại? Câu dạ ha.
Hữu lậu là gì? Và trong thập nhị nhân duyên, hữu có mấy loại? Hữu lậu là gì? Và trong thập nhị nhân duyên có mấy loại? Rồi, đúng rồi. Xa thứ hai lần. Hai lần tình nguyện giơ tay là ai 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 Tina phải không? Tina, rồi mời Tina. Ồ, dạ thưa con thấy cô Thiền Vũ trước đó, thưa thầy. Dạ. Rồi mời Thiền Vũ, mời Thiền Vũ lên. Dạ, con xin kính lành lễ sư trí đức, con xin kính chào thầy Kim và kính chào quý đạo hữu. Con không có thuộc đâu nhưng mà con hiểu và con xin đọc lại cái bài thầy, con đọc trên cái bài thầy đã cho chép ạ. Hữu lậu là ái luyến theo đời sống thuộc các cảnh trời sắc giới, vô sắc giới. Hữu lậu trong 12 nhân duyên thì có hai là nghiệp hữu, là những cái tâm mà tạo ra nghiệp, là gồm có 29 tâm, 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới và 89 tâm thiện đáo đại. Cái thứ hai là sanh hữu, là các cảnh giới tái sanh trong tương lai có đủ 31 cõi. Dạ, con không thuộc nhưng mà con đọc bài thầy dạy và con có hiểu ạ. Dạ, con xin kính tri ân thầy, nếu con có sai xin thầy sửa cho con. Sa thứ lên cầm sách đọc luôn ha. Gọn. Sa thứ cũng đẳng bóng sa thứ. Rồi, câu số làm gì? Số 6 nha, câu số 6. Trong 31 cõi tính theo 2 chấm. Trong 31 cõi tính theo 2 chấm. Rồi, cái lễ sư Phát Trang mới vô rồi. Trong 31 cõi tính theo 2 chấm. Giới vứt phải quẩn phải tưởng ra sao? Chấm hỏi. Giới vứt quẩn tưởng ra sao? Trong 31 cõi tính theo giới vứt quẩn tưởng là sao? Rồi này có kêu ai vậy? Rồi đọc vậy, có ai đây? À, thấy cô Hồng Mai vô ha, nãy giờ trốn mất ha, giờ cô Hồng Mai lên trả lời con này đi. À, mời cô Hồng Mai giờ phải lên. Im ru rồi. Rồi, im ru lặng luôn rồi. Có ai lên, ai lên. Ai lên cho tay. Tina, rồi mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ, con ơi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy. Con xin phép cũng được đọc trong bài của thầy dạy. Dạ thưa, trong cảnh giới tái sanh, trong 31 cõi á, thì theo cõi giới vứt thì có 3 là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Theo uẩn thì có 3 ngũ uẩn hữu, nhất uẩn hữu và tứ uẩn hữu.
còn theo tưởng cũng có ba: hưởng hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. Dạ thưa bài đọc trong bài học con có sai xin thầy sửa, con xin ghi âm thầy. Đây, sai, đọc trong bài sao sai được trời. Giật lật sách là đọc rồi hết chạy thôi chứ. Đây, quý vị nhớ ông lại đó là tính theo trong ba mối cõi, tính theo giới vứt, tính theo quẩn, tính theo tưởng thì chúng ta đã học rồi ha. Theo giới vứt thì có ba là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. À, như vậy có ba cái vấn đề theo tính theo giới vứt, theo cái giống như là cái cách mà để mà sanh hữu á. Dục hữu, sắc hữu và sắc hữu, rồi theo quẩn tức là theo cái khanh thá, cái quẩn ha, thì có ba là ngũ quẩn hữu, tức là năm quẩn, có được năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức là năm quẩn, nhất quẩn hữu và sắc quẩn, đúng chưa? Tứ quẩn hữu tức là chỉ có thọ tưởng hành thức thôi, là tứ danh quẩn á. Thì như vậy theo quẩn thì mình có ngũ quẩn hữu tức là chúng sanh có đủ năm quẩn nè, rồi nhất quẩn hữu là vô tưởng, và tứ quẩn hữu là những vị trời hoàng thiên vô sắc mà tứ quẩn hữu. Thì như vậy theo quẩn mình có ba ha. Rồi theo tưởng tức là tính theo tưởng thì mình cũng có ba luôn, là hữu tưởng hữu là có tưởng, rồi vô tưởng hữu là không có tưởng, rồi phi tưởng phi phi tưởng hữu là không tưởng mà không không tưởng, là theo tưởng có ba. Thì như vậy đó là cái câu trả lời của Tina trình bày mới lên trình bày, sau khi mình tập giải thích luôn ha cho nó quen ha. Câu số mấy này? Câu số sáu. Câu số 7. Câu số 7. Hữu lậu được chấm dứt ở giai đoạn nào? Phải. Vô minh lậu biến mất hoàn toàn khi nào? Hữu lậu được chấm dứt ở giai đoạn nào? Em hỏi. Vô minh lậu biến mất hoàn toàn khi nào? Hữu lậu được chấm dứt ở giai đoạn nào? Vô minh biến mất hoàn toàn khi nào? Rồi, câu hỏi được đưa ra có hai vấn đề ha. Hữu lậu được chấm dứt ở giai đoạn nào? Vô minh biến mất hoàn toàn khi nào? Rồi, ai lên đây? Ai lên câu dễ quá chừng luôn. Rồi, mời cô Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Cái này mới được học nãy. Thầy, câu số 2, con trả lời lại. Thì hữu lậu được chấm dứt ở một cái vị A-la-hán quả hay là tứ quả, và vô minh lậu cũng được chấm dứt ở cái vị tứ quả A-la-hán. Dạ, còn hết. Lên giải thích lại, giải thích lại, giải thích cho người ta rõ ràng đó chứ. Mình đâu có đọc không không, câu hỏi dễ quá ha. Mời cô Hà lên giải thích tại sao hữu lậu chấm dứt ở đó, vô minh lậu biến mất ở đó. Được chưa? Rồi lên. Dạ, hữu lậu là những cái đam mê trong cái chính tầng thiền. Thì khi vẫn còn đam mê như vậy thì vẫn còn có cái tham là trong cái cảnh giới của chính tầng thiền, thì chỉ có bậc tứ quả mới có thể diệt trừ cái sự đam mê về cái những cái cõi tầng thiền sắc giới. Và cũng vừa đó thì họ cũng hoàn toàn chấm dứt những cái kiến sai lầm, vô minh được hoàn toàn chấm dứt ở cái vị tứ
tứ quả đạo, tứ quả tứ đạo. Dạ. Con giải thích vậy không biết thầy có chịu không á? Dạ, con xin trả mất. À, đúng rồi quý vị, alo, đúng không, đúng không, alo. Đúng không quý vị? Rồi, kính lễ sư Tài Đức và Giáo Râm. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Xà thủ, xà thủ, xà thủ. Rồi, chính xác. Rồi, cho 10 điểm. Lên về tập nói, giảng cho ta nghe nhé. Rồi, 2, Châu Nguyễn và Giáo Râm. Trực máy dùng nha, cái nhà trực máy dùng kìa, của thư ký kìa. Gì nữa? Giờ mời người khác lên, tôi trả lời lại cũng vậy thôi. Giờ mời anh chị nào khác lên giải thích rồi, câu đó lại, mời cô nào đây. Giải thích ngọt ngào. Cô Nhung đi, cô Nhung lên giải thích lại thay thế, thế, luận giải lại cho Thiện Vũ nghe. Mời cô Dung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đỉnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đỉnh lễ thầy. Kính chào các anh chị. Dạ, thưa thầy, câu hỏi 7 là hữu lậu được chấm dứt ở giai đoạn nào? Vô minh lậu biến mất hoàn toàn khi nào? Thì hữu lậu có nghĩa là mình là ái sắc, là mình ái với cái tầng thiền mình chứng đắc được ở tầng thiền sắc, thì mình chấm dứt ở cái vô ở giai đoạn tứ đạo và diệt mất hoàn toàn ở tứ đạo và tứ quả. Còn vô minh lậu là tâm sở si, thì mình diệt hoàn toàn ở đây cũng ở giai đoạn tứ đạo và tứ quả. Hữu lậu là tâm sở tham ly tà. Dạ, thì đó là như vậy cười. Dạ, thưa thầy, nhớ như vậy đó thưa thầy. Còn hữu lậu thì trong hữu thì có hai, như hồi nãy thì đã kể là nghiệp hữu và sanh hữu. Còn chi pháp thì nó là tâm sở tham ly tà. Dạ. Dạ thưa thầy, đó là ý kiến của con ạ. Rồi, sao còn ai giải thích cho hay nữa không ta? Rồi Thiện Vũ lên đi, Thiện Vũ hỏi người ta đã, bây giờ mình lên mình giải thích đi. Nghe nãy giờ ha. Rồi Thiện Vũ lên. Giơ tay lên coi. Hiểu sao nói vậy ha, để nói đập nói cho quen. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Con xin kính chào thầy kinh và kính chào quý đạo hữu. Dạ, tại vì trong cái câu 2 của thầy hỏi về quá trình diệt các lậu đó, thì con cũng đã được biết là khi tứ đạo tứ quả thì diệt hữu lậu và vô minh lậu. Thế nhưng mà để giải thích rõ ràng thì con chưa có nắm vững được, nên con mới xin thầy dạy lại. Và qua Hà với Kim Nhung giảng đó thì con hiểu là hữu lậu là cái sự đam mê những cái thành quả mình đạt được trong cái ngũ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, nghĩa là trong 9 cái tầng thiền đó mà phải đến khi đạt được đến tứ đạo thì mình mới dứt được cái tham ái, nên là mình mới diệt được hữu lậu. Còn tương tự đối với vô minh thì cái chính của vô minh là cái tâm sở si, mà nó chỉ được chấm dứt khi mà đạt tứ đạo tứ quả. Dạ, con nghe hai bạn hỏi trả lời thì con cũng trả lời như vậy thôi, nhưng mà thì như con thấy nó cũng chưa có êm lắm. Nếu được con xin thầy dạy lại cho con ạ. Con xin kính chào. Rồi, xà thú, xà thú. Bây giờ hữu lậu á là gì nè, quý vị nói lại coi. Hữu lậu, hữu lậu là cái gì trong cái phần hữu lậu này đó? Ai là nói được cái hữu lậu, định nghĩa hữu lậu lại cách rõ ràng coi.
định nghĩa đã và nói lùm lùm tà la. Ái luyến trong các tầng thiền sắc và cũng đồng nghĩa là ái luyến trong các cõi sắc và cõi vô sắc luôn, thì là hữu lậu. Đó chưa? Tức là gã sắc và vô sắc luôn, trong chính cả cái luôn thiền và chính tầng thiền, chính cảnh giới luôn, gọi là hữu lậu. Rồi hữu lậu này đi diệt trừ ở đâu? Chấm dứt ở đạo tứ quả, đúng không? Rồi vô minh lậu cũng vậy, vô minh lậu được diệt trừ ở tứ đạo tứ quả, và một bậc a la hán đã đoạn tận được cái vô minh lậu. Như vậy thì hữu lậu và vô minh lậu được diệt trừ ở tứ đạo và tứ quả. Rồi ha, vậy thôi, không dễ ợt cái lời khó đâu. Rồi câu số mấy bữa này, số tám. Kiến lậu là gì? Kiến lậu là gì? Phải nhân sanh tà kiến có mấy loại? Câu hỏi. Nhân sanh tà kiến mấy loại? Kiến lậu là gì? Nhân sanh tà kiến có mấy loại? Kiến lậu là gì? Ai ghi? Ủa sao không ai ghi tôi ạ? Nhân sanh tà kiến có loại. Rồi, câu này dễ quá ha. Kiến lậu là gì? Lên định nghĩa rồi là giải thích rồi cho nó rốt ráng ha. Và nhân sanh tà kiến có bao nhiêu loại? Giải ra. Rồi, xin mời ai giơ tay tình nguyện nha. Dạ, thưa thầy, cho con lên đọc bài đúng không ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu. Tại con cũng chỉ đọc bài, con chép thì con hiểu nhưng mà con chưa có thuộc bài nên con xin đọc bài để trả lời lại câu hỏi của thầy. Kiến lậu là có 3 nguyên nhân sanh ra. Nguyên nhân thứ nhất là do nhớ lại, do những cái vị mà đạt được túc mạng thông, họ nhớ lại được có 3 vấn đề là đại ngã thường hằng. Nghĩa là có người thì họ đạt cao quá thì họ cứ tưởng họ sống hoài thì họ nghĩ là đại ngã thường hằng. Có người còn sanh tử lại là tiểu ngã vô thường. Có người thì vô nhân sanh, là khi mà họ đạt được cái vô tưởng sanh lại thì họ tưởng là mọi thứ là do ngẫu nhiên, không có cái gì sanh ra hết. Sự hiểu sai do nhớ lại gọi là tưởng điên đảo. Còn nguyên nhân thứ hai là do thấy, là những vị đạt được sanh tử thông là có 2 vấn đề, là một là thường và một là vô thường. Ở cái các vị thấy chết còn tái sanh ở các cảnh giới hữu sắc thì người ta cho là vô thường. Còn những vị
chết ở chỗ không còn tái sanh, khi khi mà họ ở lên cõi vô sắc thì họ cho đó là cõi là không còn tái sanh. Rồi vô quả kiến là chết sanh nghịch. Có những người họ thấy tại sao những người làm ác mà được sanh vào cảnh lành, hay là những người mà làm nhiều việc thiện mà lại sanh vào đọa xứ, thì sự hiểu sai do thấy gọi là kiến điên đảo. Còn nguyên nhân thứ ba do kiến lậu là do suy luận, là một số sa môn, bà la môn, vài nhà suy luận sau khi phân tích suy luận tuyên bố thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, vân vân. Sự hiểu sai do suy tư gọi là tâm điên đảo. Dạ, con chưa thuộc bài nhưng mà con có hiểu bài, thì nếu con có sai con xin thầy dạy lại cho con ạ. Con xin kính tri ân thầy. Ơi, xà thấu, xà thấu ha. À, xà thấu. Cứ lên ha, mình cứ ôn cũng là mình ôn lại bài luôn ha. Đọc thì nó giống như mình ôn lại. Cho quý vị ôn luôn ha. Rồi, xà thấu. Rồi, số 9. Không giác ngộ được tứ diệu đế. Không liễu tri quá khứ, vị lai. Không liễu tri quá khứ, vị lai. Lý Dương Sinh. Thì do tham phải chăng? Không giác ngộ được tứ diệu đế, không liễu tri quá khứ, vị lai, lý Dương Sinh. Thì do tham phải chăng? Rồi, câu này dễ quá ha. Ai đây? Mời quý vị xung phong nha, tình nguyện nghe, suy nghĩ kỹ rồi mình lên nha. Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ Thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả lời câu số 9. Là không giác ngộ tứ diệu đế, không liễu tri quá khứ vị lai, và không phải là do tham, mà đó là do vô minh. Dạ, không biết có đúng không, xin thầy chỉ dạy ạ. Dạ, con hiểu như vậy. Chính xác đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Đúng không quý vị ơi? Thì nè, Thiền Vũ giơ tay. Thiền Vũ muốn lên nói gì đây? Rồi, mời Thiền Vũ. Dạ, con thấy chị nói đúng rồi, là cái 8 cái pháp vô minh. Nhưng mà trong bài thì con thấy thầy giảng thêm là vô minh cái chính của nó là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Nên con nghĩ là nếu ở cái câu hỏi này thầy nói là có phải chỉ do tham không nữa, thì con nghĩ là nó vừa do 8 tâm tham mà nó vừa do sân vừa do si nữa. Thì con không biết là con hiểu như vậy có đúng không, con xin thầy dạy lại cho con ạ. Rồi, cũng có suy nghĩ ha.
Giờ xa thú câu mấy ta chính xác 10 điểm, do chính do vô minh không có do tham. Vô minh là căn gốc của các pháp bất thiện, đó là chính vô minh. Không liễu tri được tứ diệu đế, không liễu tri được quá khứ vị lai, không liễu tri được thập nhị nhân duyên, vân vân, thì đó chính là vô minh chứ không phải là tham. Được chưa? Bây giờ cho bông cô Meta đi, tặng bông cô Meta đi chứ. Rồi, số 9 là cầu chót ngày, cầu số 10. Khi vô minh tiêu trừ, thì các lậu hoặc, khi vô minh tiêu trừ thì các lậu hoặc kia sẽ ra sao, và những loại tâm nào tiêu mất? Khi vô minh tiêu trừ thì các lậu hoặc kia sẽ ra sao, và những loại tâm nào tiêu mất? Rồi, câu này câu cuối cùng, ai lên lấy 10 điểm cái coi nha. Rồi, mời quý vị nha. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ con kính lễ thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa thầy, câu 10, khi vô minh tiêu trừ thì các lậu hoặc kia sẽ ra sao, tâm nào tiêu mất? Thì khi vô minh tiêu trừ thì tất cả các lậu hoặc kia là bốn lậu kia cũng tiêu luôn. À, lúc đó vị này đã trở thành thánh đạo và thánh, là trở thành vị thánh quả, vị a la hán. Thì lúc này những loại tâm tiêu mất đó là tâm bất thiện và tâm thiện, chỉ còn lại là những cái tâm tố và tâm quả do còn quả dư sót. Dạ, đó là câu hỏi với câu trả lời của con thưa thầy. Đúng không quý vị? Alo. Rồi, chính xác, xà thú, cô Kim Dung, xà thú. Chính xác như vậy là thành là cái gì, bậc A La Hán ha, tức là những cái tâm bất thiện cũng tiêu ha, tâm thiện cũng tiêu, những cái tâm nào thuộc về thiện cũng tiêu hết, còn tâm di thác, tâm quả thì còn ha. Rồi, đó là chấm dứt chúng ta hôm nay ôn được là 10 câu hỏi để cho quý vị ôn bài ha, nhớ thêm ha. Rồi, bắt đầu mình đi vô tiếp tục bài học tiếp theo ha. Bữa học hết tứ lậu mới đúng không? Rồi bây giờ tới tứ bọc. Tứ bọc thì chưa học à. Số 2 là mã lớn. Tứ bọc học chưa vậy? Hết rồi hả? Ồ, ok. Rồi, giờ tới cái gì đây? Bọc, tứ bọc. Kiến bọc. Rồi, tứ kết, tứ kết. Ok, quên, lâu không ghi lại quên. Chắc ta rồi, vô gạt, tứ kết. À,
từ cái ngữ căn duy dứt nè, giữ chữ dứt nè, từ cái ngữ căn này ha, có nghĩa là mắc vào, cột vào. Từ ngữ căn dứt đó, mắc vào, cột vào. Rồi xuống dầu yoga hai chấm là ách, ách hay là kết, ách phải kết. Yoga ách phải kết, à cái chữ yoga đó là ách là kết ha. Rồi xuống dầu ách hai chấm, cái chữ ách có nghĩa là gì ha? Ách hai chấm, đòn gông ở càng xe, đòn gông ở càng xe phải bắt vào cổ trâu bò ngựa chấm chấm, đòn gông ở càng xe bắt vào cổ trâu bò ngựa. À, thì cái chữ ách nó mang cái ý nghĩa là giống như mình đeo gông vô cái càng càng xe bắt cổ trâu bò ngựa ha, thì mình tứ kết là mình giống như mình treo mình cột mình lại, mình đeo gông vô cổ mình ha. Rồi sử dụng kết hai chấm, thắt nút, thắt dây, kết quán, thắt nút, thắt dây, kết quán. À, cái chữ kết có nghĩa là mình thắt cột lại, mình thắt dây, mình kết quán, mình cột mình lại vô trong cái những cái pháp ác bất thiện ha, thắt nút, thắt dây, kết quán. Rồi đó là thắt, có nghĩa là kết. Ủa, kết chứ không phải là thắt, kết. Chữ kết hai chấm, thắt nút, thắt dây, kết quán. Rồi đúng rồi, sửa lại ha, rồi bỏ cái trên trật. Rồi xuống dòng vô gác hai chấm, cột chặt chúng sanh vào biển khổ sanh tử. Vô gác cột chặt chúng sanh vào biển khổ sanh tử. Thì như vậy ý nghĩa của cái chữ vô gác này là có nghĩa là cột chúng sanh lại vào trong cái đời sống mà luân hồi sanh tử ha. Giống như mình đeo cái gông khổ cột chắc là quăng xuống biển khổ sanh tử luân hồi, à, thì được gọi là tứ kết, à, chắc ta rô yoga, yoga cột chặt chúng sanh vào biển tử, biển khổ sanh tử. Chết kịp chứ, alo cô Nhật Quỳnh, cô Meta chết kịp không? Được ha, rồi chút xíu để copy cái này qua cho nó lẹ. Rồi xuống dòng có 4, 2 chút. Có 4. Dục kết kha ma vô go, hữu kết pha hoa vô go, kiến kết đích thi vô go, vô minh kết a quýt cha vô go. Đó là tứ kết, có được cái bốn cái kết ha. Và khi mà nói tới ý nghĩa mà bị cột vào, trói vào trong dòng sanh tử thì được gọi là kết. Dục kết, hữu kết, kiến kết, vô minh.
một dục kết hướng lời, hai hữu kết, ba kiến kết, bốn vô minh kết, rồi bốn kết ha. Rồi xuống dòng, một dục kết kama yoga, cho cái chữ đậm lên, một dục kết kama yoga. Cho chữ đậm lên không? Cho chữ đậm lên được không? Không được ha, đây là không được ha. Ok, rồi, thôi, dạ, quý vị biết rồi, tự mình làm ha. Dục kết, ha, máy vô go. Xuống dòng. Sự đam mê dục lạc, cột cứng, không xa lìa. Sự đam mê dục lạc, cột cứng, không xa lìa. Rồi, xuống dòng, sự chấp chặt, bám chặt. Sự chấp chặt, bám chặt, cột chặt. Sự chấp chặt, bám chặt, cột chặt vào các dục. Do không liễu tri ba pháp, hai chấm. Sự chấp chặt, bám chặt, cột chặt vào các dục. Do không liễu tri ba pháp. Vị ngọt, gạch ngang cái, hiểm nguy, gạch ngang cái, xuất ly. Vị ngọt, hiểm nguy, xuất ly. Do mình không có hiểu biết, không có liễu tri được ba cái pháp này về những cái dục lạc. Mà mình cứ bám chặt, mình cột, tự cột mình vào, mình bám chặt vào, cột chặt mình vào các dục. Mình cho các dục nó là vị ngọt, nhưng mà thực sự nó rất là nguy hiểm ha. Nó dấn mình chìm vào trong dòng sanh tử luân hồi, đem đến sự khổ đau. Mình không hiểu được đó, không hiểu được vị ngọt, không hiểu được cái sự hiểm nguy của nó, và mình không hiểu được cái sự xuất ly để mình thoát khỏi những cái này. Cho nên chính vì không liễu tri được ba pháp này, chúng ta bị bám chặt, bị mê chặt, bị cột cứng, bị gồng, bị gì là xiềng xích trong cái đời sống luân hồi. Rồi xuống dòng, Đức Phật dạy hai chấm. Rồi, câu Bali đó quý vị copy được giữ lại nha. Đây. Tất sakha ma năng samudayam cha atthang gaman cha assadan cha adi na vần cha. Gì vậy? Ai cô Nhung kêu cái gì? Rồi, đọc lại nha. Tất sakha ma năng samudayam cha ách thăng gá mình cha ách xa đành cha a đi nó quỳnh cha nissara nissaran nissaranan nan nhanh cha yết tha phu tăng ấp bá cha nó tô vô ca mê su ca ma ra go ca ma nan đi ca ma sne ho ca ma mút cha ca ma bi ba sa ca ma ba ri la ho ca mắt chô sa năng ca mắt tần hà sa nu se tí. Có nghĩa là Đức Phật dạy là do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại xuất ly các dục, nên tham dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục các ái, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục xâm chiếm và tổn và tồn tại. Đó là
Đức Phật dạy mình, do mình không có như thật quán, như mà mình không có dùng cái thể quán sát thật sự về cái sự tập khởi, cái sự sanh khởi và cái sự chấm dứt của các vị ngọt, tức là nó vô thường, nó thấy tưởng là ngọt nhưng mà nó có đó mất đó, và nguy hại, sự nguy hại của nó, và xuất ly của các dục, mình không có hiểu được những pháp này. Nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát ái, dục não, dục chấp thủ, dục ái xâm chiếm và tồn tại. Tồn tại đâu? Tồn tại chính trong tâm của mình. Cho nên chúng ta phải thật sự là phải có một cái trí tuệ, phải có sự quán trí rõ ràng, thấy rõ những cái sự mà nguy hiểm của nó, thấy rõ những vị ngọt là vô thường, thấy sự nguy hiểm của nó đưa đến cái sự đau khổ, và thấy được cái sự xuất ly là cái con đường để thoát khỏi những vấn đề này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải làm thế nào để quán như thật các pháp này, thấy rõ những cái pháp này như vậy. Rồi xuống dòng. Chi pháp tâm sở tham trong tám tâm tham. Chi pháp cũng vậy ha, cũng giống như mấy kia ha, cũng tâm sở tham trong tám tâm tham. Tức là khi mình thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, do mình không có liễu thông cái trí tuệ, mình không thấy được cái sự vô thường, sự đau khổ của nó, mình luyến ái, mình dính mắc, mình tham đắm, mình tự mình cột trói mình vô những pháp đó, trói buộc mình giống như mình đeo gông vô cổ ha. Mà mình cảm thấy nó ngọt, cảm thấy nó vui, cảm thấy nó hạnh phúc khi mình hưởng thụ những cái dục đó, đó là cái sự vô minh của chúng sanh, vô minh của hàng phàm phu tục tử, chúng ta bị tự mình lấy ách mà buộc vô cổ ha. Rồi đó là chi pháp tâm sở tham trong tám tâm tham. Rồi xuống dòng số 2 là hữu kết. Pháp qua vô go hữu kết. Chúng sanh bị cột trói vào các sinh hữu. Chúng sanh bị cột trói vào các sinh hữu. Xin dòng. Chúng sanh ái lúc dính chặt vào các hữu. Sắc giới, vô sắc giới. Chúng sanh ái luyến dính chặt vào các hữu sắc giới, vô sắc giới. Là hữu kết ở đây nói là về ý nghĩa là những chúng sanh bị cột trói vào trong những cái sinh hữu, như là ái luyến dính chặt vào trong những các hữu thuộc về cảnh giới, về sắc giới, vô sắc giới. Mình tưởng rằng ở đây là cái cảnh giới thường tồn bất biến, đây là nơi mà an lạc hạnh phúc tuyệt đối, đây là niết bàn, vân vân, thì dính mắc vào những cảnh giới đó là được gọi là hữu kết, là tự mình cột trói mình vào những cảnh giới sanh tồn. Rồi xuống dòng chi pháp hai chấm. Tâm sở tham trong bốn tham ly tà. Ở đây người ta chỉ lấy bốn tham ly tà, ái những cảnh giới thuộc về liên hệ đến thiền, thì người ta không có, nó không có liên hệ đến dục, thì về cái dục dục kết thì bỏ cái bốn tham học tà ra. Mà nói riêng về hữu cái ái về cảnh sắc giới vật giới thì bốn tham ly tà. Rồi có cái câu Đức Phật dạy như vậy, giống giống vậy ha. Rồi. Thấy không quý vị? Thấy không? Ok, sao đó. Tát xá phá hòa năng sa mu đa dành cha ách thăng gá mành cha ách xa đành cha a đi na hoành cha nít xá rá lành nhăn cha yá thà phù tăng
Appa cha na to yo pha we su pha wa ra go pha wan nan di pha ne ho pha wa mut cha pha wa bi ba sa pha wa ba ri la ho pha wa cho cha nang pha wa tan ha sa nu se ti do không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt của vị ngọt nguy hại xuất ly của các hữu đây Phật nói gì dạy về hữu nên hữu tham hữu hỷ hữu luyến ái hữu đam mê hữu khắc ái hữu não hữu chấp thủ hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại đó là câu Phật dạy nói về cái sự mà luyến ái về các hữu chấp vào cái những cái đó dính mắc vào cái đó thì những cái ái hữu này nó xâm chiếm vào trong tâm và tồn tại trong tâm của mình. Thì vậy đó là cái chi thứ hai là hữu kết, nói về chúng sanh bị cột trói vào trong những cái sanh hữu, ái luyến dính mắc vào trong những cái cảnh giới như là sắc giới, vô sắc giới, bởi vì mình không có một cái sự hiểu biết, không có cái sự như thật quán, và nó là cũng vô thường chứ nó không phải là thường còn bất biến gì đó rồi. Rồi như vậy là hữu kết. Giúp kịp chứ gì rồi, alo. Không kịp, rồi từ từ. Do không như thật quán trí sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, nguy hại, xuất ly, các hữu. Tức là không có như thật quán trí những cái vấn đề này. Nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khắc ái, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Là chính vì do vô minh mà không biết được, thiếu trí không như thật quán. Chưa từ từ thì cũng giống kia thôi. Chỉ khóc qua rồi mà, tâm sam, tâm bốn, tham đi tà đó. Có ghi trên trước à. Rồi số 3, kiến kết đích thí dụ go kiến kết những kiến chấp sai lầm. Những kiến chấp sai lầm cột chặt tư tưởng chúng sanh không thể thoát. Những kiến chấp sai lầm cột chặt chúng sanh không thể thoát. Rồi, câu Bali. Là đây nói về những cái kiến chấp là kiến kết nè, cột chặt tư tưởng mình, mình không thể thoát khỏi kiến chấp này ha. Tất sa đích thi năng, sa mu đã dành cho ách
thằng ga mình cha sa đằng cha a đi na văn cha nissaranam na nhang cha yết tha phu tăng áp bát cha na tô yo đít thi su đít thi ra go đít thi nan đi đít thi ne ho đít thi mút cha đít thi bít ba sa đít thi ba ri la ho đít thi cho sa năng đít thi tan hà sa nu se tí do không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt của vị ngọt nguy hại xuất ly các kiến à, kiến là nói về những kiến thủ á, những kiến chấp á, và kiến kết rồi đó. Nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khắc ái, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếu, xâm chiếm và tồn tại. À, chính vì chúng ta không có một cái sự hiểu biết, không có một cái quán tri, một cái trí tuệ quán xét thật sự về cái sự tập khởi, sự chấm dứt của các vị ngọt, về sự nguy hại của nó, về sự xuất ly ra khỏi nó, ra khỏi các kiến chấp này, nên mình bị dính mắc, bị tham dính, bị luyến ái, bị dính, bị đam mê, bị khắc ái, bị chấp thủ vào đó, và nó xâm nhập tồn tại trong tâm của mình. Rồi, như vậy là chi pháp của nó là gì? Là tâm sở tham cộng bốn tham hợp tà. Là nói tới tà kiến thì nó nhảy vô cái bốn tham hợp tà. Tâm sở tham cộng bốn tham hợp tà. Sở tham trong bốn tham hợp tà. Rồi, đó là chi pháp của một cái kiến kết. Rồi, nó đây là chậm chậm lại nè. Rồi, chép đi, cái chép đi từ từ. Dục kết, hữu kết, kiến kết. Những cái này nó trói buộc chúng sanh mình, nó giống như là mình đeo gông vô cổ, giống như mình tự mình cột trói mình, lấy cái dây thuộc loại dây thứ thiệt mình trói mình lại, còn mình vô đó rồi mình tưởng là mình dính mắc vô đó, mình cho đó là ngọt, đó là tốt đẹp, đó là hạnh phúc, đó là an lạc, mình thích vậy. Nhà lầu xe hơi, thích vợ đẹp con ngoan, mình thích vô ăn uống ngon đẹp, mình thích đủ thứ, thích học tròn, thích danh lợi, đủ thứ gì thích à, mình dính mắt rồi đó, mình khoái rồi đó. Rồi chẳng những như vậy là mình còn khoái tới những cái cảnh giới mà cao hơn nữa, mình cho những cảnh giới đó là tốt đẹp, những vị tu thiền đạt tới cảnh giới đó là bị dính mắt vào cái hữu đó ấy, trong cảnh sắc giới, cảnh vô sắc, do thành tựu được chứng đắc những cái tầng thiền, rồi ái luyến về những cảnh giới đó, rồi chẳng những vậy thôi, chưa yên nữa, còn nào dính qua vụ tà kiến, hiểu bậy, hiểu sai, hiểu lầm, hiểu tùm lum tà la, suy diễn đủ thứ, do thấy, do nghe, nó này kia, suy diễn mình cho có những cái chuyện này kia nó linh lắm, không linh lắm, đủ thứ chuyện này tà kiến, nó chuyện tà kiến thì thôi là khởi ơi luôn, thường cho là vô thường, vô thường cho là thường, khổ cho là lạc, vô ngã cho là ngã, rồi tin vào những cái cúng kiến lễ nghi mê tín, rồi tin vào những cái cảnh giới sẽ được tồn tại, được đủ thứ sanh về cõi trời an lạc hạnh phúc sống đời đời đó, đó, đó. Thì những kiến chấp sai lầm chúng ta bị rơi vào đó, và ngay cả giờ chúng ta học pháp, mình hiểu pháp đủ thứ, mình học tùm lum, nhưng mà nó là đụng chuyện cái tâm tà kiến nó vẫn sanh nha quý vị. Có chuyện như chẳng hạn như vậy quý vị, mà đi đường nghe nói này thứ sáu 13, cái tự nhiên cái tâm mình nghĩ hôm nay xui, sáu 13 xui. Cái tà kiến nó còn nhiều lắm, hoặc là
có người ta nói ủa coi gì Quỳnh giơ tay rồi mời coi gì Quỳnh. Dạ cảm ơn thầy Nhân Bích. Đà Nhật Quỳnh thấy hôm nay có một pháp danh mới, pháp nguồn Lào Cai. Chờ Nhật Quỳnh, chờ chút xíu. Dạ Nhật Quỳnh thấy cái pháp nguồn Lào Cai là xin chỉ mới vào cô chỉ cách cầm mic và giơ tay. Ô xin lỗi nha, pháp nguồn Lào Cai nói nhỏ cho Nhật Quỳnh mà Nhật Quỳnh thấy trong màn hình, Nhật Quỳnh tưởng ở trong room. Rồi đây một chút xíu Nhật Quỳnh sẽ nói nhỏ Nhật Quỳnh mà Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh tưởng chắc ở room. Dạ Nhật Quỳnh xin lỗi giờ. Đây một chút xíu nha, để cho Nhật Quỳnh hỏi thầy cái xong rồi Nhật Quỳnh sẽ nhờ Giang Nhật Hà là thầy nè chỉ giỏi hơn. Nhà Nhật giống như Nhật Quỳnh xin chào mừng pháp mà nguồn Đầu Cai mới vào đạo tràng và rất là xa thú để vào đạo tràng Phật giáo Nam truyền học thì ngàn đạo tràng rất là hoan hỷ đó ạ. Dạ. Dạ thưa thầy, tại vì lúc nãy đó mình trong khi chờ đợi cho những vị chép bài cho kịp nên Nhật Quỳnh có câu hỏi là kỳ rồi mình đã học Ba La Mã Kiến Mập mà sao kỳ này mình học tới tới tứ kết lại cũng là Ba La Mã nữa, như vậy là Nhật Quỳnh sai hay là trong đạo tràng ghi sai cái mã số thưa thầy? Dạ có bao nhiêu thôi để câu giờ để đạo tràng đón mà viết bài cho kịp. Dạ kính thỉnh thầy chỉ dạy giùm ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Giá. Dạ thưa cô Nhật Huỳnh, cái phần phân bài đó cô, cái phần một La Mã đó là thuộc tứ lậu, rồi hai La Mã đó nó là tứ bộc, thì trong cái hai La Mã đó thì mình mới có bốn cái nhỏ là dục bộc, hữu bộc, kiến bộc và vô minh bộc. Thì tuần trước mình học tới cái số bốn nhỏ là cái vô minh bộc đó cô, nên tuần này qua cái phần tứ kết nó là ba, cái phần ba lớn nên con mới để đó là Ba La Mã. Dạ sa thú, dạ con không biết như vậy có đúng không cô, có thể kiểm tra lại giùm con ạ. À. Dạ con xin phép xuống mic ạ. Rồi chỉnh sửa là đúng chưa, cái số mỗi một cái phần nó khác nhau ha. Dục bậc khác, dục lậu khác, lậu hoặc khác, tứ lậu, tứ bậc, tứ kết thì nó khác nhau, mỗi phần khác nhau. Rồi cô Nhật Quỳnh, người ta hỏi nhỏ, cô lên đây cô lao sùm cũng như không. Ta hỏi nhỏ rồi, cô lên đây cô khai hết rồi. Rồi chỉ vào đây ha, cô Nhật Quỳnh chỉ cho pháp nguồn Lào Cai cách mà lên đọc Bali, đọc kinh này kia sao cho. Thì này là số mấy kìa? Số 3 nha, số 3. Được chưa? Số 3 xong hết không? Rồi giờ tới số 4 là vô minh kết để các vị luôn. Vô minh kết. Avicca yoga vô minh kết.
vô minh, không hiểu rõ sáu xúc xứ nên bị trói chặt vào vòng sanh tử. Rồi ở đây có câu Bali nói về cái đề này ha. Tất sa chân năng phát sa giá tân nhà và giá tân nàn sa mu đa dành cho ấp thằng giá mình cho ấp sa đần cho a đi na quần cho nít sa ra nàn nhân cho giá thà phù tăng ấp bá cha nó tô và cho su phát sa có chữ phát sa đây ha. Ya cha su phát sa yết ta ne su yết ta ne su a vít cha an nha năng sa nu se tí, do không như thật quán tri sự tập khởi sự chấm dứt của vị ngọt nguy hại xuất ly của sáu xúc xứ. Đây Đức Phật dạy rõ ràng ha, tức là mình không có thấy được cái sự tập khởi sự chấm dứt của vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xúc xứ phát xà giá ta nà nên nên vô minh vô trí ở bích trà anh nhà năng trong sáu xúc xứ xâm chiếu và tồn tại. Cái câu này đọc đọc đáo ở cái chỗ là nhấn mạnh về sáu xúc xứ ha, Phật dạy nhưng mà thấy về sáu xúc xứ. Rồi như vậy sáu xuất xứ là gì, ai quan hỷ giờ phải lên coi kể coi tại sao sáu xuất xứ mà trói chặt mình vào vòng sanh tử vậy. Ai lên được không? Alo. Rồi, ai lên? Nguồn Lào Cai lên làm cái để bắt con lên tập luôn cái coi. Giải thích luôn sáu xúc xứ là như thế nào, sáu xúc là như thế nào, vân vân. Tại sao nó lại trói chặt mình vào vòng sanh tử? Rồi pháp nguồn Lào Cai giơ tay tập cầm mic trước đi cho quen. Giơ tay đi bắt cái phone mic lên nhà rồi xuống mic cho bắt lên nhà. Alo ạ, dạ con nói như vậy có nghe thấy không ạ, thưa thầy? Nói nghe đó, giữ cái mic lại luôn chứ đừng có buông mic xuống, đừng có bấm vô, nghe chưa? Lên làm lại, lên bắt cái mic làm lại, mic là on, bấm vô cái mic giữ luôn, để luôn vậy đó, để cho nó on luôn vậy đó, rồi mình nói chuyện thôi. Rồi xuống nha. Rồi bấm vô khóa gì đó, xài iPhone thì bấm vô cái gì đó. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Quý Chư Tăng, con kính đảnh lễ thầy ạ, con xin được trả lời ạ.
thì con, nhưng mà con không được có sự hiểu biết lắm đâu, con cũng chỉ biết là sáu xứ ở đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ thôi ạ. Dạ vâng, con mong thầy giải thích cho con thêm ạ. Dạ. Rồi, xa thú ha, đó là sáu xứ. Rồi bây giờ ai lên giải thích tiếp đi, giải thích bổ sung tiếp cho nó đầy đủ cái câu của người ta ha. Rồi, ai lên tình nguyện nha, rồi nha. Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào thầy kinh. Dạ, pháp môn Lao Ca như vậy là giỏi lắm rồi. Cứ như vậy tiếp tục làm cầm bút sẽ quen thôi. Dạ, rất là giỏi. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, lúc nãy nghe pháp môn Lao Ca trả lời thì Nhật Quỳnh nghĩ sáu xuất xứ là do mắt. Mình nhìn thấy cảnh đẹp nên là mình bị trói buộc. Do tai mình nghe, mình nghĩ rằng âm thanh này hay, hấp dẫn, mình cũng bị trói buộc. Do mũi, ngửi mình thấy mùi thơm, mình không thấy những cái mùi xấu xa, hôi thối, mình cũng bị trói buộc. Mặt, tai, mũi, da. Khi mình nếm các vị thì mình cứ nghĩ rằng nó ngon, nhưng mình không nghĩ rằng các vị này nó cũng có thể do vô minh nên mình nghĩ nó ngon. Cái nào cũng mình nếm được thì mình cảm thấy nó ngon, nên là bốn cái xuất xứ rồi. Mặt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thân mình thì mình đụng chạm vào những cái vật mình nghĩ là nó êm ái, nó tốt đẹp. Do cái tham mình cũng bị trói chặt vào dòng sanh tử. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và ý thì khi mình nghĩ là tới những cái suy nghĩ là toàn là cảnh đẹp không à. Nghĩ người yêu mình đẹp, nghĩ nhà mình đẹp, nghĩ xe mình đẹp, nghĩ mọi thứ là đẹp. Nên do cái sự luyến ái này thì mình chấp chặt vào, vì nên mình mới sanh tử luân hồi. Dạ, kính thầy chỉ dạy dùm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, xa thứ. Quỳnh hay giỏi rồi ta. xa thứ ha. Rồi sáu xứ tiếp xúc với sáu trần cảnh, tiếp xúc sáu trần cảnh là bắt ra những cái sự mà dính mắc trong cái dòng sanh tử. Bởi vì do mình sao? Bởi vì mình vô minh, mình vô trí. Đức Phật dạy do không có hiểu biết, không có thật sự quán tri các pháp, không có biết vị ngọt, sự nguy hiểm và cái sự xuất ly của ra khỏi sáu xuất xứ đó. Nên mình vô minh, mình vô trí, mình không có trí tuệ, mình bị chìm đắm trong những cái đó. Cho nên
Như vậy là sáu xúc xứ nó xâm chiếm vô cái tâm của mình, nó chiếm ngự và nó tồn tại trong đó. À, cho nên nó được gọi là vô minh kết. Có nghĩa là vô minh là không hiểu biết rõ sáu xúc xứ là cái chỗ này, nên bị trói buộc vào vòng sinh tử. À, chứ nếu mình có trí, mình thấy được như vậy là mình không bị trói chặt vô nó nữa. Mình biết sáu xúc, sáu cảnh, sáu căn, sáu cảnh tiếp xúc nhau và nó làm ra những chuyện này đó, thì mình không có dính mắc được, mình không có bị chìm đắm trong những vấn đề này. À, đó là như vậy. Rồi, cô Như Quỳnh xa thú ha. Trời, cô Như Quỳnh này giỏi quá trời. 10 điểm, 10 điểm. Rồi, chi pháp tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Sở si trong 12 tâm bất thiện. Đó là vô minh kết, là chi pháp là tâm sở si. À, nó là gốc ha, là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái si này nó sanh trong 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ ai lên trình bày dùm trong 12 tâm bất thiện này, cái nào là ba nhân, cái nào hai nhân, cái nào là không có nhân, ai lên trình bày dùm coi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và con xin kính lãnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Và thưa thầy, cho con thử câu này như thầy. À, trong cái 12 tâm bất thiện thì nó gồm có 8 tâm tham. Thì tâm tham thì con thấy nó có nhân tham và lúc nào nó cũng có nhân si đi cùng. Thì nó có hai nhân trong 8 tâm tham. Tâm sân thì có hai tâm sân. Và lúc nào tâm sân nó cũng có tâm si đi cùng, thì nó có hai nhân trong hai tâm sân. Và tâm si thì nó có hai tâm si, và tâm si này chỉ có một nhân là nhân si. Dạ con không biết con có đúng hay không, dạ con xin thầy chỉ dạy ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Rồi, xa thấu, xa thấu. Đúng quá, chính xác ha. Ôn bài luôn ha. 10 điểm, 10 điểm, cho bông 10 điểm. Rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là trong 12 tâm bất thiện là tâm si lúc nào, đây nhân si lúc nào nó cũng có mặt ha. Có mặt đầy đủ trong 12 nhân bất thiện, 12 tâm bất thiện. À, nó là cội nguồn của sự đau khổ, nó là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. À, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Rồi, như vậy bây giờ ai biết được nhân có bao nhiêu loại? Mời cô Hà ra tay được anh. Nhân có bao nhiêu loại? Nhật Quỳnh chưa nghe kịp. Rồi sẵn cô Hà lên giải thích lại, rồi xong rồi nói luôn nhân có bao nhiêu loại nhân luôn. À, cho cô Quỳnh có nghe kịp. Mời cô Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, trong 12 tâm bất thiện thì cái 8 tâm tham nó có hai nhân là nhân tham và nhân si. Rồi tâm hai tâm sân thì nó cũng có hai nhân là nhân sân và si. Riêng tâm si thì cái gốc si của nó là si đầu nên nó chỉ có một nhân thôi. Đó là cái phần con giải thích tiếp. Rồi nếu mà thầy cái câu hỏi thứ nhì của thầy hỏi có bao nhiêu nhân thì có tất cả là 6 cái nhân. Nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân, vô si. Nếu mà tính luôn cái nhân vô ký thì cũng có 3 là nhân vô tham, vô sân và vô si. Dạ con.
đó là thành cái cách của con. Rồi, xà thử ha. Cô Nguyễn Duyên, cô Nhật Quỳnh nghe kịp chưa? Nhật Quỳnh. Rồi, ok ha. Thì như vậy là có 9 nhân, tức là 3 nhân bất thiện, 3 nhân thiện và 3 nhân vô ký. Nguyễn Duyên giơ tay làm gì đây rồi mời. Dạ không, con vừa tính nói thầy giải thích cho chính nhân thì thầy đã trả lời rồi, sa thú thầy ạ. Dạ. Rồi, chính nhân là ba nhân bất thiện là tham, sân, si là ba nhân ha. Nhân vô ký thì là vô tham, vô sân, vô si là vô ký. Nhân thiện cũng là vô tham, vô sân, vô si. Thì bây giờ ba nhân vô ký, vô tham, vô sân, vô si có mặt trong những loại tâm nào? Rồi, mời quý vị trả lời câu cuối cùng cho nó ngon lành coi. Ủa, không nghe gì luôn hả? Nghe gì không? Câu pháp nguồn là cái không nghe gì hả? Thằng máy chắc có gì rồi. Rồi, mời quý vị lên trả lời câu cuối cùng nha. Ba nhân vô ký có mặt trong những loại tâm nào? Dạ thưa thầy, cho con xin trả lời thử là ba nhân vô ký có mặt trong tâm duy tác, nó có trong những cái tâm của bậc A La Hán. Dạ con xin xuống nè. Vậy thôi hả? Hết hả? Rồi mời cô Nhung lên bổ sung. Mời cô Nhung lên bổ sung. Alo, alo ạ. Dạ không có nghe được không ạ? Alo, dạ. Con xin trả lời lại là ba nhân vô ký thì có mặt ở những tâm vô ký là tâm quả và tâm tố, trừ những cái tâm quả và tâm tố vô nhân thì nó nằm trong những tâm quả và tâm tố còn lại ạ. Xà thử. Cô người như nắm được chưa? Người thiếu lộn ha. Tâm quả nó cũng là được gọi là vô ký luôn ha. Chứ nó không phải là nắm lại ha. Người quên nó mình sót cái không được ha. Rồi, xà thử hôm nay là mình có những câu đố vui và học được một số vấn đề về tứ kết ha. À, do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng viện nhà cả thể. Dạ, nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Dạ. Rồi xin trả mic về cho MC. Dạ, sa thú đăng thai, Nhật Quỳnh trên tay mặt đại chúng đông đùm, thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng nghe, hiểu và thực hành để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa, Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, bạch sư? Nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Trang Nguyễn rất là nhiều. Chúc Trang Nguyễn luôn được an vui. Dạ,
Con tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tam ang ghe na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ang bụt thể do kali tổ đô sau bụt phô cam tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng thẩm anh trần đều viên và răng thẩm mê vô kali tô đổ sâu thẩm mô tham tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng sanh khanh cha đều vi thoát tam ang sanh khê giờ khế thí tổ đô sâu sanh khô tham mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng và con kính nhân mít đến xưa.